Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Lockroot. Trong video lần này á, thì mình sẽ quyết định sử dụng xương mà mình vừa mới farm được. Thì tầm được vài trăm đó các bạn. Mình sẽ bắt đầu đổi ha. Được 276 xương nè. Thì các bạn sẽ random, ngẫu nhiên ở phía trên đây thì sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Có thể là các bạn sẽ random được điểm tím nè ha. Rồi x2 kinh nghiệm. Rồi tiền. Rồi thêm trái quỷ nữa. Và cái rất là quý báu nhất á, đó chính là cái nguyên liệu để các bạn có thể lấy được long trảo thủ, kèm theo cái nguyên liệu để giúp các bạn triệu hồi Raibot ha. Rồi hiện tại là mình còn được 126. Ra rồi, lụm lúa. Nó đây, chính nó đây các bạn ơi. Thì sẽ có hai cái đốm lửa khác nhau nha. Một cái đốm lửa thì sẽ giúp các bạn lấy long trảo thủ, và một cái đốm lửa thì sẽ giúp các bạn triệu hồi bot ha. Thì mình hiện tại đã có cái đốm lửa để lấy long trảo thủ rồi. Bây giờ đi lấy thôi các bạn ơi, chứ chờ đợi gì nữa. Và cái chỗ giúp các bạn đánh thức long trảo thủ V2 ở video lần trước thì mình cũng đã tìm ra được rồi. Thì nó nằm trên cái trục quay trên đây nè. Hiện tại là đốm lửa thì mình cũng đã có rồi. Bây giờ chỉ việc lên và đánh thức thôi. Rất là dễ dàng. Chỉ việc các bạn đi farm đủ 50 xương. Thì nhờ vào may mắn của bạn để bạn đổi. Thì bạn farm tầm 500 xương cho đến 1000 xương ha. Thì các bạn lại đổi thì thế nào cũng lòi ra thôi. Thì sau khi lòi ra thì bạn lên trục quay đây. Gặp một cái nhân vật có đôi bàn tay bốc lửa ở đây nè. Các bạn bấm vào ha. Đưa cục lửa cho anh ta. Thì anh ta sẽ truyền thụ cho bạn long trảo thủ V2. Với giá là 3 triệu Bailey và 5000 điểm tím. Còn nếu mà các bạn á đã có được cái cục lửa rồi mà nói chuyện với anh ta thì không hiện ra cái dòng 3 triệu Bailey với 5000 điểm tím đó, thì các bạn cần xem lại long trảo thủ của các bạn đạt được 400 mastery chưa. Nếu mà 400 mastery vẫn chưa được thì bạn farm lên 450 thì chắc chắn là sẽ được ha. Vậy thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa các bạn mà không đi farm mastery để mình có thể lĩnh hội được long trảo thủ V2. Các bạn chờ xem, mình sẽ quay trở lại. Sau một thời gian cài cuốc cực khổ thì mình cũng đã cuốc đủ 350 mastery rồi ha. Tặng kèm quà tặng luôn cho một điểm nữa là 351. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng long trảo thủ cho các bạn xem là cái lượng đam như thế nào ha. Hiện tại thì vẫn chưa có full cấp nên là chưa biết được gì các bạn à. Phải full được cấp kìa. Thì mình cộng vào cái điểm mili á, mình cộng đến cái giới hạn luôn đây coi. Mình sẽ cộng thử coi được. Được các bạn ơi. Cơ hội đến rồi. Ngon. Vậy mình sẽ bấm đây là 88 cộng vô lụm lúa. Mát rồi he. Trời ơi. Hên quá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem cái lượng đam mà long trảo thủ sẽ mang lại khi mà các bạn sở hữu nữa ha. Rồi đầu tiên là mình sẽ test với những cái con xương khô này. Rồi bà kêu quan sát lên. Đấm nha. Đấm coi một lần nhiêu đam. Không thấy rõ các bạn ơi. Như là mình thấy 1600 á. Đúng rồi. Phải tầm 1600. Trời. Mấy con xương khô đi đá dữ vậy. Đá rống của các bạn ơi. Đúng rồi. Thấy tầm khoảng 1600 các bạn ơi. Nhìn không rõ ha. Như là 1600. 1600 đam. 1600 chấm nhiều á thì không có để ý rõ. Rồi tiếp là mình sẽ sử dụng cái bộ chiêu nha. Bây giờ bật Haki lên cái đã quên test đánh Haki. Cái bật Haki lên thì chắc tầm khoảng đâu 1900-2000 gì đó. 2000 các bạn ơi. Mình thấy 2000-2001 gì đó. Đó. Mạnh nha. 2000-2001 kìa. Rồi bây giờ sẽ sử dụng chiêu thức cho bạn xem là chiêu thức long trảo thủ như thế nào. Bây giờ là múa linh tinh bên ngoài ha. Đây. Đó. Thấy đơn giản rồi không bạn? Mà thật sự không đơn giản tí nào đâu. Này gì đây? Cu. Rồng các bạn ơi, rồng lửa. Rồi chiêu C coi. Mình thấy là hình như là mới hấp thụ rất là nhiều lửa. Và chuẩn bị nè ha. Họ phát động một chiêu diện rộng. Ô. Cư. Ui. Mới thấy gì vậy?
Con rồng điều khiển được các bạn ơi. Con rồng điều khiển được. Cái nè, đây nè, 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 mình ít nha. Quẹo lên con. Điều khiển được. Rồi để mình kéo xa xa ra coi, mình đứng trên đọt cây. Rồi mình sẽ bắt đầu cái giai đoạn điều khiển nha. Đó. Nhưng mà chỉ trong cái thời gian đó thôi. Hết thời gian đó thì các bạn khó có thể điều khiển nó. Nó sẽ tự phát nổ đến không trung luôn. Đó, mình thả ra nè, nó điều khiển nè, quẹo xuống nè. Có lý chứ. Được. Đánh cũng khá là xa. Để mình coi coi là cái phạm vi coi là bao nhiêu ha. Đánh tới cái cửa này không? Không tới các bạn ơi. Tầm khoảng đâu nửa màn hình nè. Đó, con vật mình đây, đứng đây. Đó, khoác nửa màn hình nè. Không đi được hết nguyên màn hình nữa ha. Phần nửa. Nhưng mà điều khiển được là thấy là hấp dẫn rồi. C. Tích tụ tinh hoa nhật nguyệt lửa hấp thụ vào bên trong. Phát động chiêu nổ quá đã. Nhìn giống như là cái cục lửa của trái Mira đó các bạn. Tại vì Sabo á, sử dụng long trảo thủ thì cũng đã ăn năng lực trái quỷ Mira của quả quyền A mà. Nên là kết hợp giữa long trảo thủ với trái quỷ Mira luôn ha. Nên là ra chiêu thì nó na ná vậy á. Tích tụ. Giọng xuống. Nhìn nhìn chiêu chất đỉnh thiệt luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu test thẳng vô mấy con quái luôn nha. Rồi đầu tiên là chiêu Z mà không có Haki ha. Đằng ốc. Ui, đã vậy. Mình thấy là mình lướt vào á. Sau khi mà mình nắm được đầu con quái các bạn, mình bóp một cái là nó ra lửa xanh luôn. Đã chứ đây nè, các bạn coi lại nè ha. Giờ nè, đây là một chiêu mà mình đang gồng luôn ha. Mình lao vào con quái này, mình nắm đầu nè. Nắm đầu sau đó dùng năng lượng lửa trong người của cô nhân vật của mình đang sở hữu đẩy ra bên ngoài. Dám đá mình đá, nắm đầu liền. Vâng. Dính hạt rau liền. Xương khô giỡn nha. Rồng. Sức thế. Ở đây, là đây. Bu vô đây. Mình thấy là nó gây không phải là một lượng đam nhỏ và một hit đâu các bạn ơi. Mà mình thấy là nó gây rất là nhiều hit luôn á. Đó các bạn thấy không? Mình không có thể tính được các bạn ơi. Sau khi mà mình chụp đầu đối phương á thì đã bị dính đam thiêu đốt rồi, đẩy ra bên ngoài nữa. Ăn thêm một cái lượng đam nữa đó các bạn thấy không? Lao vô một cái là đã bị dính đam rồi. Mạnh nha, không yếu đâu. Hí. Chiêu rồng cũng vậy nè. Cái đám này chắc thế nào cũng có thiêu đốt kẻ địch để mình sẽ thiêu đốt những cái bộ xương khô này ha. Coi thử rồi. Hí. 2-3 lần đam gì đó. Chua đây, coi có đốt không? Nhưng mình thấy là không có đốt các bạn ơi. Tưởng đâu nó đốt chứ. Đó này phải đốt kẻ thù chứ. Đâu thử đánh không trúng coi có đốt không? À có nè, trời ơi sao không có. Có đốt. C là làm lẫn phát C nữa. Trời ơi, đã. Rồi cái con nó bay đâu luôn rồi. Bay về miền cực lạc đó rồi. Mấy đứa dám tụ tập đây à? Lấy liền một xương. Bẻ xương lấy đồ. Nhưng mà mình vẫn thấy chiêu Z là nhìn đã các bạn ơi. Nhìn chiêu Z ngầu. Lướt vô chụp ha, đẩy ra nguồn lửa xanh. Rồng. Quẹo. Mà chết rồi. Đi hơi lố, chạy hư quá, đốt hàng rào nhà ta rồi. Đâu chiêu này để mình coi coi là dặn bài bầu xa. Rống với con xương khô hết. Đây là sức mạnh của long trảo thủ V2 nha các bạn. Thì các bạn cũng đã thấy quy lực chấn thiên động địa của nó rồi. Thì chắc chắn rồi, dù mạnh hay yếu gì đó thì các bạn cũng phải đem nó để bỏ vào cái bộ sưu tập ha. Nhưng mà chắc chắn là không yếu rồi. Tại vì đây là cái sức mạnh vừa mới nằm trong update 16. Thì tương lai admin sẽ fix lại từ từ. Nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì sức mạnh của nó giờ thì mình cứ tận dụng sức mạnh của nó để mình đi farm cũng như là đi BK. Và đa số thì mình nghĩ là các bạn sẽ tận dụng nó để BK ha. Tại vì chiêu Z phải nói là quá tốt rồi. Thêm cái chiêu này nữa đó, mình kết hợp như thế này. Mình vừa Z trúng, rồi mình cho thêm con rồng đi theo nữa. Vậy đó là quá tuyệt vời.
combo nó sẽ là như vậy. Nhưng mà tùy vào người sử dụng thôi. Các bạn có thể kết hợp với kiếm, kết hợp với súng, rồi kết hợp với melee để đưa ra một cái combo vô cùng hoàn mỹ và hoàn thiện ha. Đó là cách dùng của mỗi bạn và mỗi người chơi. Thì ở đây thì người nào cầm tốt thì long trảo thủ sẽ tốt, người nào cầm yếu thì long trảo thủ nó sẽ yếu theo, tùy vào người cầm phát huy được sức mạnh của nó. Thôi chắc mình nghĩ video lần này thì mình xin phép mấy bạn là mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo của mình. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.